Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, tại miền Bắc, hôm nay các hình thế gây mưa suy yếu nên trời tạnh ráo và có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ tăng nhẹ, song cao nhất ngày vẫn ở ngưỡng dưới 30 độ, thời tiết dịu mát. Tuy nhiên, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng từ các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, nên từ đêm nay, ở vùng núi Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và dông. Từ ngày 21 tháng 10, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Bình có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có mưa to và dông. Từ đêm mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 tới 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét. Cùng chung xu thế tạm giảm mưa tại miền Bắc, thì tại khu vực Nam Trung Bộ, trong ngày hôm nay các tỉnh Thanh Hóa tới Hà Bình Thuận, trời cũng tạnh ráo từ sáng tới trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 cho tới 30 độ, có nơi cao hơn. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, ban ngày trời cũng có nắng, nhưng đến chiều và tối, tại các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào cho đến Bình Thuận sẽ có mưa, cục bộ sẽ có những điểm có mưa to. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động trong khoảng từ 29 tới 32 độ. Dự báo từ ngày 22 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, Trung Bộ sẽ bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng mới. Mưa sẽ bắt đầu ở Bắc Trung Bộ trước tiên, sau đó di chuyển dần xuống phía Nam. Trọng tâm mưa đợt này sẽ là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho tới Quảng Nam. Lượng mưa ước tính trong khoảng từ 200 cho tới 350 mm, có nơi cao hơn. Lũ các sông dự báo lên chậm hơn, nhưng tình hình ngập úng sẽ nghiêm trọng hơn do mưa kéo dài. Nguy cơ sạt lở đất rất cao từ Huế trở vào cho đến Quảng Nam. Mưa dông về chiều và tối được dự báo cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Nguyên nhân là do nhiễu động trong đới gió đông từ biển thổi vào. Dự báo diện mưa sẽ ở mức nhiều nơi, trong đó phần phía Nam của Tây Nguyên là các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Đông của Nam Bộ sẽ là những điểm có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông thì có khả năng kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên biển, tính đến sáng ngày 20 tháng 10, không có xoáy thuận nhiệt đới nào hoạt động trong lưu vực Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tuần này thì một vùng áp thấp có thể hình thành gần miền Nam Philippines và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó di chuyển vào Biển Đông. Cụ thể là đến 12 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 tới 20 km. Đến 12 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, cách đất liền Trung Bộ khoảng 550 km về hướng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mạnh lên thành bão số 9. Đến 12 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, cách Nha Trang khoảng 210 km, cách Quy Nhơn khoảng 230 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão số 9 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền Nam Trung Bộ trong rạng sáng ngày 29 tháng 10. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, thì các tỉnh từ Quảng Ngãi cho tới Khánh Hòa sẽ đón một đợt mưa rất lớn, bắt đầu từ ngày 28 tháng 10. Khu vực Bắc Tây Nguyên cũng sẽ có mưa to, tới rất to trong thời gian này. Tuy nhiên, diễn biến của bão có thể sẽ còn thay đổi trong thời gian tới. Vì vậy, bà con Trung Bộ cần liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về bão để có thể chủ động ứng phó trước khi bão đi vào đất liền.